theo địa chỉ ghi trên giấy xác nhận mua bán gà. Các phóng viên VTC16 cùng anh Nguyễn Văn Luật đã tìm đến cơ sở của trang trại hạt thóc vàng trên đường Quốc Tử Giám, Hà Nội. Đại diện của đơn vị đã không đồng ý làm việc với phóng viên. Bây giờ con giống anh xuất ra để trả. Em về mở ở truyền hình nhé, đúng không? Anh không biết bọn em quan hệ với Luật như thế nào, với anh như thế nào nhé. Anh mời em ra khỏi nhà, ra khỏi văn phòng. Anh mời em ra khỏi nhà này. Em cứ nói lấy một tay truyền hình thôi. Còn nếu em truyền hình viên VTC16 nhé, anh có đủ truyền hình khác để làm việc với em. Buổi chiều cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Hòa và một người được giới thiệu là kỹ thuật viên của trang trại hạt thóc vàng đã có mặt tại nhà anh Luật. Chết là đúng rồi. Để đến như thế này là sẽ chết. Nhưng mà không em ơi, cái niêm phong hay không này, hiện nay không phải quan trọng đến việc niêm phong đâu. Niêm phong không vấn đề gì ạ. Không vấn đề gì, bởi vì cái xe nó vận chuyển đi là xe của bọn anh, là chuyển đi thì bị gì cái niêm phong. Xe của nhà anh không phải niêm phong gì cả. Còn nếu như các em là người mua về để nuôi trực tiếp, anh là người sản xuất trực tiếp, chúng ta không cần phải giấy tờ gì cả, không cần phải bao gì cả. Trẻ con nào tuyệt đít hết này. Sau khi tiến hành kiểm tra hiện trạng đàn gà, đại diện của đơn vị này cho rằng gà nhà anh Luật chết là do môi trường chứ không phải là do con giống. Nhưng mà đi biết thế này thì chết thì hôm về kiểm này là chết. Tính hết cả từ hôm đấy đã thế rồi. Anh thì gà này mà không chết thì em lại. Cái khuẩn E. coli nó thường trực trong cái môi trường của bọn em, ở trong nước uống ấy. Trong gà nước em lấy ra để cho gà uống. Những nguồn nước cái khuẩn này liên tục có. Theo thông tin được viết trên tờ giấy xác nhận, trang trại hạt thóc vàng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu cây tre vàng Việt Nam, được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, trong các hạng mục đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, không có lĩnh vực sản xuất và kinh doanh giống gia cầm. Công ty đăng ký rất nhiều ngành nghề nhưng mà đăng ký mua bán sản xuất giống gia cầm thì không có. Mà ngành nghề nào mà không có trong giấy chứng nhận kinh doanh đương nhiên là công ty không được kinh doanh, mà nếu có kinh doanh thì là vi phạm. Hình phạt này gọi là xử lý các cái vi phạm của doanh nghiệp, thì kinh doanh những ngành nghề mà không có trong giấy phép ấy, thì có doanh nghiệp bị xử phạt hành chính. Sau khi chúng tôi nhận được thông tin này thì chúng tôi sẽ có cái phối hợp với cơ quan thuế, chúng tôi sẽ làm các cái thủ tục để xác nhận xem là doanh nghiệp còn hoạt động hay không. Theo Chi cục Thú y Hà Nội, những mập mờ trong chứng từ trang trại hạt thóc vàng đã vi phạm theo quy định số 47 năm 2005 về kiểm dịch gia súc gia cầm khi vận chuyển. Cái này thì đúng về quy định là đấy, người ta là coi như vận chuyển không có giấy chứng nhận kiểm dịch là coi như là vi phạm. Trước khi xuất bán thì cái nhà sản xuất phải đăng ký kiểm dịch, và đăng ký kiểm dịch thì nó quy định vào quyết định 15 là coi như 15 2006 là quy định nhà coi như trước khi xuất bán đối với động vật là phải làm thủ tục kiểm dịch và quyết định, và căn cứ vào quyết định số 47 ngày 25/7/2015 nó quy định là đối với các nhà số lượng động vật phải kiểm dịch và khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch, thì trong đó đối với gà giống và gà thương phẩm là coi như từ 100 con lên.